từ sâu trong đôi mắt này anh hờ hững không như bao ngày. Phải chăng nơi chốn đây để anh vội đến và rồi vội đi? Phải chỉ anh thấu hiểu rằng em đã yêu anh rất nhiều. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao? Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm. Lúc em không còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm. Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao? Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu? Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây. Anh là ai đi qua chốn này, còn em là ai trong cuộc đời anh đây? Nói đi anh người ơi, vì sao anh nỡ yêu em như vậy? Đứng đây chờ anh đi tìm. Lúc anh không còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm. Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn. Nói đi anh người ơi, vì sao anh nỡ yêu em như vậy? Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu? Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây. Anh là ai đi qua chốn này, còn em là ai trong cuộc đời anh đây? Nói đi anh người ơi, vì sao anh nỡ yêu em như vậy? Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu? Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây. Anh là ai đi qua chốn này, còn em là ai trong cuộc đời anh đây? Nói đi anh người ơi, vì sao anh nỡ yêu em? Bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây? Anh là ai đi qua chốn này, còn em là ai trong cuộc đời anh đây? Nói đi anh người ơi, vì sao anh nỡ yêu em? Ở đây xin thân ái kính chào tất cả quý khán giả của Đài Việt Mỹ Television. Và kính thưa quý khán giả, hôm nay David rất là vui mừng được tiếp đón một nữ ca sĩ rất là đặc biệt, đó là ca sĩ Lina Thanh Nga. Hôm nay với chủ đề cô sẽ ra mắt một cái chương trình CD với chủ đề là Bay Remix tại nhà hàng Machati, thành phố Santana. Và bên cạnh David là nữ ca sĩ rất là dễ thương, có một giọng hát rất là đặc biệt là Lina Thanh Nga. Xin Thanh Nga gửi lời chào thân ái đến tất cả khán giả của Đài Việt Mỹ. Lina Thanh Nga xin thân ái kính chào tất cả quý vị hiện đang xem Đài Việt Mỹ Television ngày hôm nay.
Và em xin kính chào anh David Võ. Chào xin Thanh cảm ơn Nga. Anh rất là nhiều đã cho em cơ hội đến với chương trình ngày hôm nay để mà giới thiệu đến tất cả quý vị một cái đêm live show. Và kính thưa quý khán giả, một chương trình live show vào tháng 5 vào trong cái thời điểm mà ngày Mother Day rất là đặc biệt. Thì trong cái poster này thì David thấy rất là nhiều ca sĩ, có Thiên Kim cũng như là có Dương Triều Vũ, Kha Hồng Nhung, rồi Leon Vũ, Lý Ngọc Thu, Bảo Trâm và còn rất nhiều anh chị em nghệ sĩ trong cái poster này, David kể không hết. Thì Thanh Nga có thể chia sẻ cái mục đích vì sao mà Thanh Nga lại chọn ngày tháng 5, ngày mùng 6 để ra mắt cái chương trình CD với chủ đề là Bay Remix. Và cái chủ đề Bay Remix là gì để cho quý khán giả có thể hiểu thêm về cái CD của Thanh Nga. Kính thưa tất cả quý vị, thì Thanh Nga là tổ chức một cái đêm live show vào nhằm ngày 6 tháng 5. Thì cái ngày đó cũng là một cái ngày lễ Mother Day. Thanh Nga cũng muốn mình tổ chức cái ngày đó trùng với cái ngày lễ để mà mình nghĩ, mình nhớ ơn của mẹ của mình. Thì Thanh Nga, đặc biệt là trong chương trình của Thanh Nga là có được sự tài trợ, đó là cái món quà tặng đến từ tiệm vàng Diamond King. Anh sẽ gửi đến tất cả quý vị là hơn 200 đôi bông tai nữ trang do chính tiệm vàng của anh, khi mà tất cả quý vị mua vé ủng hộ cho live show của Thanh Nga. Thì đó cũng là cái mục đích mà em muốn dành tặng đến tất cả những người mẹ trong cái dịp nhân lễ Mother Day. Và cái live show em với chủ đề Bay Remix, thật sự là em hát cái bài này rất là nhiều lần và rất là nhiều anh chị cũng như những cái fan hâm mộ của em cũng rất thích và yêu cầu em trình bày một cái ca khúc này trong cái live show của em. Thì em thì em hát theo yêu thích, cái sự gọi là ủng hộ của những người bạn cũng như những người fan của em. Thì chủ đề Bay sẽ gửi đến tất cả những người bạn của em để mà mọi người cùng bay với em trong cái đêm hôm đó. Wow. Kính thưa quý khán giả, nghe cái chủ đề Bay Remix là quý khán giả có thể tưởng tượng là một cái đêm rất là sống động với một cái chủ đề Bay Remix, cũng là một cái bài hát phải không em? Dạ. Wow, như quý vị đã biết, cái bài Bay Remix là Thanh Nga thường hát trong những cái chương trình tại Nam Cali, cũng như Thanh Nga đã từng hợp tác với bên Việt Mỹ Entertainment tại Las Vegas, một cái chương trình lúc nào mà tiếng hát của Thanh Nga rất là sống động, giọng hát rất là mạnh và điêu luyện quý khán giả. Và chương trình chúng ta sẽ còn trong vòng 2 tuần nữa, không bao lâu nữa thì tới một cái chương trình vào tháng 5, ngày mùng 6 của Lina Thanh Nga. Và Thanh Nga có thể là nói về cái chương trình chút xíu cho khán giả được biết. Và chương trình bây giờ em đã chuẩn bị tới đâu rồi? Tại vì anh thấy trong em có thể đưa cái poster này cho quý khán giả biết, chương trình rất là đông ca sĩ mà cái này là phải nói chi phí rất là nhiều. Và cái về âm thanh cũng như ánh sáng và cái dàn dựng chương trình em đã lo tới đâu rồi, em có thể chia sẻ chút xíu đến khán giả. Sẵn đây thì Thanh Nga cũng xin chia sẻ với tất cả quý vị là đặc biệt là trong cái đêm live show của Thanh Nga, những vị khách rất là đặc biệt, special guest đã đến tham dự với Thanh Nga, đó là tiếng hát của nam ca sĩ Dương Triệu Vũ, anh đến từ Việt Nam, và tiếng hát của nữ ca sĩ Thiên Kim cũng như là anh MC Trần Quốc Bảo đã đến giúp chương trình ủng hộ đêm CD của Thanh Nga. Và đặc biệt hơn nữa là trong cái chương trình của Thanh Nga, hiện giờ thì Thanh Nga bật mí là 20 bàn VIP Thanh Nga đã show out. Wow, chúc mừng em. Đã bán hết, không có còn một bàn nào hết. Là giờ Thanh Nga còn hơn là bầu sâu đấy. Không, cái này là mình được cái sự yêu thương của những người anh, người chị, những người bạn. Wow. Dạ, đã hết lòng ủng hộ em thì em cũng rất cảm ơn những người anh chị cũng như những người bạn đã ủng hộ và cho em một cái cơ hội để mà em được vươn lên trong cái tương lai. Và sẵn đây thì em cũng xin giới thiệu đến tất cả quý vị, nếu như quý vị đặt bàn regular thì trong một cái bàn regular thì chỉ có 50 đồng một vé thôi quý vị. Thì nó bao gồm là 6 món đồ ăn và một chai rượu 1738. Wow. Include 6 đôi hộp sòn, bông tai hộp sòn cho một cái bàn, nếu mà quý vị đặt một bàn thì 6 đôi bông tai hộp sòn nữ trang do tiệm vàng Diamond King sẽ gửi đến tất cả quý vị. Wow, một chương trình quý vị tới thứ nhất là ủng hộ cho Thanh Nga, mà chương trình quý vị còn thưởng thức những món ăn và ngoài ra còn có quà tặng là Diamond do tiệm vàng Diamond King bảo trợ trong chương trình. Như vậy là một chương trình
vừa được thưởng thức nghệ thuật mà được còn quà tặng, được ăn ngon, rồi còn được rượu uống nữa. Dạ. Trời ơi, như vậy thì còn gì phải không bằng, phải không? Đó, em? Dạ. Như vậy thì chương trình này em đã bán sold out 20 bàn VIP, thì dạ, hiện tại em còn bao nhiêu bàn nữa? Và nếu mà họ muốn liên lạc mà ủng hộ cho em thì cái số phone nào mà gần gũi, lẻ nhất để có thể quý khán giả gọi cho em ngay bây giờ? Dạ, hiện giờ thì em còn khoảng 20 bàn nữa. Cái đó là full out luôn á. Wow. Nhưng mà thật sự Thanh Nga chỉ mong muốn là 35 bàn là vui rồi. Hiện tại em bán được bao nhiêu bàn rồi? Gần như là 30 bàn. Như vậy là chỉ còn 6 bàn và có thể mở thêm 20 bàn qua một, dạ, cái phòng khác không em? Dạ đúng. Wow. Thì một cái những cái phần quà mà Thanh Nga vừa giới thiệu đến tất cả quý vị thì quý vị nào mà muốn vừa đến chơi, vừa được quà trong cái ngày hôm đó thì quý vị hãy đặt bàn nhanh, thì không có còn nhiều những cái món quà tặng từ tiệm vàng nữa. Vì vậy mà Thanh Nga xin mời tất cả quý vị hãy liên lạc số phone của nhà sách Tú Quỳnh là 714-531-4284. Và có thể liên lạc với Phở Thị Chị Thiên Kim 714-891-8765. Và Việt Mỹ Magazine 714-718-2297. Quý vị nhớ gọi cho những cái số phone này nha. Vé hiện giờ không có cần nhiều nữa. Nếu mà quý vị muốn gọi cho em để mà họ liên lạc, có thể họ ủng hộ mua CD và quay những cái CD đó, những cái bài nhạc nào là nhạc, những cái bản nhạc chính của em, bài nhạc, những bản nhạc đinh, thì có thể em cho cái số phone trực tiếp cho em, cho khán giả gọi được không? Dạ, quý vị có thể gọi cho Lina Thanh Nga số phone là 714-553-0500. Như vậy để trở lại với một cái đêm ra mắt Bay Remix, thì em có thể là bật mí chút xíu về cái cuốn CD này, nó có những cái bài hát như thế nào, những bài hát có thể ảnh hưởng mà làm cho động lòng, động những con tim, những bao nhiêu người đang đam mê những tiếng hát của em, thì em có thể chia sẻ bật mí chút xíu đến quý khán giả. Thật sự là cái CD của em á, là bao gồm những cái ca khúc mà hầu như là tất cả quý vị đã từng nghe em hát thì nó đều có trong đó hết. Bao gồm 8 ca khúc, bài hát như là Bay, rồi Thanh Nga có 2 cái liên khúc Remix rất là vui nhộn, khi mà quý vị nghe là quý vị sẽ thích ngay lập tức. Wow. Remix Mây Lang Thang và Bạc Trắng Tình Đời, và một remix Vùng Trời Bình Yên và Hoang Mang kèm với ca khúc Tầm Gửi. Quý vị nào đã từng nghe Thanh Nga hát bài Tầm Gửi thì quý vị sẽ được nghe lại trong cái phần CD của Thanh Nga. Với đây là những bản nhạc mà rất là gần gũi đến quý khán giả. Và như David biết, Thanh Nga đã từng hát rất là nhiều nơi và được hầu hết quý khán giả yêu mến, cũng như một cái thân thiện của Thanh Nga đối với tất cả quý khán giả trong các chương trình, từ chương trình lớn tại Mandalay Bay, Vegas, cũng như những chương trình tại Nam Cali và những cái vũ trường từ lớn tới nhỏ. Ai cũng đều biết là một tên tuổi Lina Thanh Nga, một người rất là dễ thương, rất là thân thiện đến tất cả quý đồng hương tại Nam Cali. Và em có thể biết trong cái thời gian mà em chuẩn bị làm một cái cuốn CD như vậy để em ra mắt cho ngày 6 tháng 5, thì trải qua cái chặng đường khó khăn như thế nào, thì em bật mí chút xíu để em thành công cái cuốn CD để mà chào đón quý khán giả vào ngày tháng 5 ngày mùng 6. Kính thưa quý vị, là khi mà Thanh Nga tổ chức một cái live show này thì Thanh Nga đã liên lạc với những người anh, những người chị cũng như là những người luôn luôn ủng hộ cho Thanh Nga. Thì Thanh Nga có nhờ những người anh, người chị giúp Thanh Nga trong phần cái đêm CD của em. Và thật sự nó cũng có một cái tí gọi là hơi khó khăn, nhưng mà cũng không có khó khăn gì lắm, là vì Thanh Nga cũng rất là may mắn là được gặp những người anh, người chị như là anh David Võ. Cảm ơn. Dạ. Và những người anh của em đã giúp cho em. Và còn về những cái phần mà âm thanh, ánh sáng, ca sĩ này và tất cả những cái gọi là những cái đó gọi là gì? Cái đó chắc cái mấy cái mà giống như là đắc mình chuẩn bị để cho cái show, thì mỗi người là những anh chị của em, là những người bạn của em, mỗi người là giúp em một tay. Mấy người về sân khấu, về trang trí, về âm thanh đã chuẩn bị cho em hết rồi. Chuẩn bị cho em thì trong vòng 2 tuần nữa, thì không bao lâu, thì với một cái chương trình như quý vị đã thấy trong cái post, trong cái fly này rất là lớn, và Thanh Nga là một cái người phải nói là rất là xinh đẹp và một cái hình ảnh rất là lớn để cho quý vị chú ý ở đây. Và bên cạnh đó thì có nữ ca sĩ nổi tiếng Thiên Kim hoặc là anh Dương Triều Vũ đến từ Việt Nam,
Và ngoài ra còn còn MC Trần Quốc Bảo. Đây là những người mà đến với em bằng tấm lòng ủng hộ cho em về tinh thần trong cái ngày mà ra mắt CD đầu tiên tại nhà hàng Machati. Và kính thưa quý khán giả, và xin quý khán giả hãy ủng hộ và đón xem của chương trình của Thanh Nga vào tháng 5 ngày mùng 6. Thì tạm thời thì chúng ta sẽ ngừng ở đây trong vòng vài phút để trở lại quảng cáo cho phần 2.